Anh sẽ làm con mèo, em sẽ là con chuột. Anh sẽ ăn được con chuột này. Anh đi kệ đi, có sao đâu em. Bình thường thôi. Cô ta phải biết làm gì mà. Còn đứng đó làm gì nữa. Đi xuống nấu cơm đi. Em xin lỗi. Để em xuống nấu cơm. Vậy thôi hả? Ừ. Rồi bà có phải là vợ anh không vậy? Tự nhiên thấy hai tụi mình quấn quýt với nhau tình tứ như vậy mà không biết ghen luôn, không phản kháng gì hết, rồi đi xuống nấu cơm. Thì có sao đâu, bình thường mà. Tại vì anh đang nắm một cái bí mật động trời của cô ta. Bây giờ anh nói một là một, hai là hai. Cô ta đâu dám cãi, không có dám làm gì anh hết á. Bí mật gì vậy? Bí mật gì hả? Kể em nghe với. Không. Đi. Thôi. Anh giỏi ghẹo em mà. Ê, anh có cái thứ khác giỏi hơn nè. Thử không? Giờ thì anh sẽ hóa thành con sư tử. Cơm nấu xong chưa? Nào đi cục cưng. Vừa mới nấu xong nè. Sau nay về sớm báo trước. Cô có biết là sự xuất hiện của cô á làm tôi mất hứng lắm không? Em xin lỗi. Tại vì bữa nay em hơi mệt cho nên là xin công ty về sớm. Với hồi nãy em bị chóng mặt quá cái quên nhắn tin báo cho anh biết. Lần sau nhớ đó, đừng để tôi nhắc lần thứ hai. Nè, rồi bới đè nhóc chén như vậy á, ai ăn nổi? Hả? Bộ chị tính á, để cho tôi ăn thiệt là nhiều rồi tôi mập lên để anh khang chán tôi hả? Bới ít lại. Rồi ít xịt vậy cho mèo ăn hay gì? Bộ cô tính đó là cho tôi ăn ít rồi tôi mất sức, tôi không có làm ăn gì nổi hết, đúng không? Nhìn cái mặt là thấy ghét. Biểu làm sao anh Khang không ngán chị. Thôi kệ đi em. Lỗ tay cây mà. Nói hoài cũng vậy à. Có thay đổi được gì đâu. Anh nè, mà nấu nướng gì á, lèo tẹo có mấy cọng rau à. Canh á thì cũng canh rau nữa. Sao vậy? Em không có ăn đâu. Vậy á sao mà nuốt nổi. Giống như là bò nhai cỏ vậy á. Cục cưng. Em muốn đi ra nhà hàng ăn à. Với lại á phải cho anh ăn tẩm bổ để anh có sức làm việc nữa, đúng không? Thôi được rồi, ra nhà hàng ăn nha. Giờ anh với em lên thay đồ mình đi. Dạ đi. Thương quá. Đi. Con. Ủa mẹ. Dạ sao. Sao mẹ lên mẹ không báo con biết trước vậy? Trời ơi, có cái gì mà phải báo trước. Mẹ biết địa chỉ nhà con nè. Mẹ ra mẹ bắt xe một cái lạ hả, nó chở mẹ tới đây luôn á. Nè, mẹ có đem hai con gà với rau mẹ trồng ở nhà nè, ngon lắm. Dạ. Anh. Hả? Lát nữa mình đi ăn á, xong rồi anh dắt em đi shopping luôn nha. Anh biết rồi, muốn gì đâu cũng được. Nhưng mà ngày hôm nay cưng hư lắm đó nha. Đúng. Ủa mẹ mà mẹ lên hồi nào không báo không biết vậy? Mẹ mới lên. Còn đây là. Dạ Mai. Mai là đồng nghiệp của anh Khang á mẹ. Bữa nay cổ qua để bàn chuyện hợp đồng. Đúng rồi đó bác. Bàn hợp đồng gì mà mẹ thấy dắt nhau từ trong phòng ngủ đi ra còn ôm nữa. Dạ đâu phải phòng ngủ đâu mẹ. Ý là tại vì cô Mai này cổ ở bên Tây cổ mới về cho nên là cái kiểu giao tiếp của cổ người ta thoải mái phóng khoáng lắm, làm bắt tay rồi ôm hung là chuyện bình thường à mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Vậy đó hả? Thôi để mẹ xuống mẹ cất đồ rồi mấy đứa có bàn công việc gì thì cứ bàn đi. Đúng rồi, mẹ cất đồ đi mẹ. Dạ. Để con dọn dẹp xong rồi con xuống phụ mẹ ha. Đi đi mẹ. Mẹ lên xong báo tôi biết. Tôi cũng đâu biết đâu. Mẹ Linh bất ngờ quá. Làm gì làm, không cho mẹ biết cái chuyện này nghe chưa? Đó là mẹ của tôi đó. Mệt quá à. Nói nhiều với bả làm gì? Em nó bụng cũng chết rồi nè. Vậy đi ăn nha. Đi. Mà nè. Gì nữa? Dù gì mẹ cũng lên rồi à. Cư xử cho khéo khéo một chút, để không thôi mẹ biết đó. Tôi biết mình phải làm cái gì. Đi theo. Trời ơi, thằng này bê bối quá trời quá đất. Đi làm về thì quần áo gọn lại cho con vợ. Mẹ, mấy này đồ của vợ chồng con, để con làm cho. Mẹ xuống dưới mẹ nghỉ ngơi đi. Mấy bữa nay mẹ lên á, mẹ thấy hai đứa bay á, có chuyện gì phải không? Dạ đâu có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ cũng là phụ nữ, cho nên mẹ nhìn á là mẹ biết rồi. Có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Dạ con nói thiệt, không có gì hết á. Anh này từ từ thôi, bỏ em xuống đi. Em có biết là nhớ em lắm không? Trời ơi, trời ơi. Ủa? Ủa mẹ, sao phòng con mày vô đây vậy? Mày dám ngoại tình vợ mày, rồi bây giờ mày dẫn gái về nhà luôn vậy đó hả? Còn cô nữa, đồng với nghiệp, đồng nghiệp mà lên giường với nhau như vậy đó hả? Cô phá hoại hạnh phúc gia đình của con tôi như vậy cô mới vui hay sao? Còn đứng đó nữa hả? Đi ra khỏi nhà tôi. Mẹ, mẹ không được đuổi mai của con. Em phải ở đây. Em phải ở đây với anh. Ở cái gì? Anh không thấy người ta chửi lên đầu lên cổ tôi hả? Đã nói với anh rồi là giải quyết chuyện vợ chồng của anh đi, rồi bây giờ để tanh bành như vậy đó, người ta sỉ nhục tôi kìa. Giải quyết chuyện vợ chồng của anh xong đi, rồi hắn tìm tôi. Mai, mày đứng im đó. Chồng con nó ngoại tình trước mặt con như vậy, mà tại sao con giấu mẹ? Tại sao con phải chịu đựng nhịn nhục như vậy hả? Tại vì con hết cách rồi mẹ. Tại vì con nợ ảnh. Cô khóc cái gì? Cái nhà này lụng bại là do cô hết đó. Không phải sao khóc? Hả? Tôi đã nói rồi, mẹ cô bắp bệnh thì để bà chết đi, lớn tuổi rồi. Cô nhất quyết một hai, anh ơi cứu mẹ em, cứu mẹ em. Mà bắp bệnh gì? Ung thư giai đoạn cuối. Cứu cái ngã nào? Cô phải nhất quyết là cứu mẹ em. Tôi phải ha, cái tiền dành dụm tôi biết bao nhiêu á, tôi phải cứu mẹ cô. Rồi cuối cùng sao? Bà nằm như người thực vật. Anh ơi em xin anh đó, nhưng mà dù gì đó cũng là mẹ của em, là mẹ vợ của anh mà. Sao mà anh nói vậy được hả anh? Rồi bây giờ sao nè? Bây giờ mình phải ở nhà trọ, phải sống cực khổ. Cô có biết cái tiền đó tôi dành dụm, tôi đầu tư dự án là bây giờ cuộc sống của mình nó khác lắm rồi. Em biết. Em biết là anh dì em nhiều lắm. Nhưng mà anh ơi, anh ơi em xin anh đó, bây giờ chỉ có anh mới có khả năng mà anh cứu mẹ em thôi. Em xin anh mà không lẽ anh nhìn thấy mẹ em sắp chết vậy mà anh bỏ mặc được á? Em cũng đâu thể nào chịu nổi đó. Em xin anh mà, anh làm ơn. Em chỉ còn có một mình mẹ thôi à. Em xin anh á, anh ơi. Anh ơi, tôi nói cho cô biết, kể từ bây giờ tôi làm gì á là chuyện của tôi. Cô không được xen vô, biết chưa? Em xin anh mà, nên làm ơn bây giờ em làm trâu làm ngựa gì cũng được hết á. Chỉ cần anh giúp em, anh giúp em, anh cứu mẹ em, anh chia tiền anh cứu mẹ em thôi. Em làm gì thì anh cũng được, em trả nợ cho anh cả đời này cũng được nữa mà anh ơi. Em xin anh mà anh ơi, làm ơn anh cứu mẹ em đi anh ơi, làm ơn đi mà anh. Nói thì nhớ giữ lời. Cuộc đời này của cô á phải trả nợ cho tôi. Mẹ ơi, con nợ ảnh, con nợ cả gia đình của mẹ. Con biết là bây giờ để mà ảnh gây dựng sự nghiệp như bây giờ nó rất là khó, nhưng mà con không thể nào mà con trơ mắt con nhìn mẹ con chết được. Ảnh cho con tiền, ảnh giúp con cứu chữa mẹ con. Bây giờ con làm cái gì cũng được hết. Con làm trâu làm ngựa, làm cái gì cho ảnh cũng được hết đó mẹ. Mẹ không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Vậy mà mẹ cứ tưởng là cái năm đó nhiều chuyện xui rủi ập đến gia đình mình. Con xin lỗi mẹ. Tất cả là tại con hết. Con không phải xin lỗi. Không có chuyện gì mà con phải sống chịu nhục chịu khổ như vậy hết á. Con làm như vậy là đúng. Người sai là thằng Khang chứ không phải là con. Con làm gì sai chứ? Con không làm cái gì sai hả? Tao là mẹ của mày. Tao thấy chuyện trước mắt như vậy tao còn không chịu đựng được, huống hồ chi là ai. Tại sao mày đối xử với vợ mày như vậy? Mày hành hạ, mày chì chiết nó bao nhiêu năm nay chưa đủ hay sao vậy? Và nếu bây giờ con không thương nó nữa, con ly hôn với nó đi. Không. Con không bao giờ ly hôn với cô ta. Cô ta phải ở lại đây trả nợ suốt cuộc đời này cho con. Phải làm ưu sinh không công cho cái nhà này. Mày đi ra. Phải ở lại đây. Cô phải ở lại đây với tôi. Anh ơi. Cô phải ở đây. Khang, mày ở đây trả nợ cho tôi. Khang ơi, con đừng làm như vậy Khang á. Khang, Lan ơi, con chạy đi Lan. Chạy đi Lan. Mày Khang, con tỉnh lại cho mẹ đi Khang. Con đừng có đánh mất bản thân của con vì đồng tiền nữa. Con sống mệt mỏi như vậy bao nhiêu năm nay rồi. Buông hết đi con. Làm lại từ đầu. Mẹ tin là con trai mẹ sẽ làm được. Con đừng có đánh mất bản thân của mình chỉ vì đồng tiền nha con. Mất tiền, mất của cải vật chất mình còn tìm lại được, chứ mất đi tình người khó có thể quay đầu lại lắm con.